don't make funny sound. James, I don't know what you did. If you put the finger, well, I don't know. I don't trust you anymore. In my photos, in my videos. Morning. You see, I told you they are scared of me. Hey, how am I back away? I told you they are scared of me. Hello, how are you? What's this t-shirt of? Our school. Let's go. Let's go. She said that I'm bad. Yes. I never taught her. The organizer, the mayor. Yeah, my mayor. Oh, look, they're here in the television. Hello. 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 Happy New Year. Happy New Year. Hello, sir. Hello. 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 Xin chào. Thank you.
Chào mẹ cà ma. Anh Khang đâu? You make a spy like this. Yeah, it's a professional one. This is a GoPro. You're taller than me. Yeah, it's possible. Hello. How are you? Hello. What have you got? Oh, Spider-Man. Spider-Man, where's yours? Where's yours? Hello. How are you? Hello. 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 What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? My name Minh Huy. Minh. Minh Huy. Hello. Hello. Happy New Year.
Đồng chí Nguyễn Xuân Diệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Hello. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Speak English. What's your name? What is your name? Lý Vũ Lý. Xin cô là gì? Xin một lần nữa tiếp theo chương trình tôi xin tên tập đội khu Lạc Thành là thêm nằm ở phía bắc của xã Công Lợi cách trung tâm xã 1 km nằm trên đường số 12 với tổng diện tích tự nhiên là 120 ha với 123 hộ có 578 khẩu chủ yếu là dân tộc Tày chiếm trên hơn toàn số được khá nhiều đúng nét văn hóa truyền thống của dân tộc như múa tung nướng múa nón múa nhạc của dân tộc và các trò chơi dân gian. Thêm có đó, ba đội văn nghệ dân gian thường xuyên biểu diễn phục vụ các ngày lễ tết tại thôn và tham gia các hội diễn của xã và thành phố tổ chức. Các môn thể thao dân tộc truyền thống cũng được giữ gìn và phát huy, đặc biệt là các lễ hội dân gian còn lưu giữ được như lễ gọi nhà mới, lễ mừng cơm mới, lễ hội lồng tân của dân tộc này. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, khi đời sống vật chất của bà con trong thôn còn gặp các ít khó kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể bà con, hôm nay thưa bà con chúng ta đã biết cái việc gìn giữ, phát huy, bảo tồn các cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc là cái nhiệm vụ, là trách nhiệm
của các cấp, các ngành, của mọi người. Đây là những cái nét đẹp của văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc và của dân tộc Tây nói chung và dân tộc Tây của Phương Độ nói riêng. Mỗi một năm là chúng ta đều tổ chức cái lễ hội. Tất cả các thôn bản của người Tây đều tổ chức với cái mong muốn có một năm mới là an khang thịnh vượng, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng bội thu và cầu cho nhà nhà được hạnh phúc. Đấy là cái mong muốn, cái niềm vui của mọi người trong cái lễ hội đồng đồng, lễ hội cộng đồng. Thưa bà con, thưa quý vị đại biểu, khách quý, với Phương Độ thì cũng làm và kết hợp với trồng rừng vào tháng 2, đúng ngày 2 tháng 2. Thế này thì cũng xin được thông báo với quý vị đại biểu, bà con để tiếp tục phát huy những cái giá trị truyền thống tốt đẹp văn hóa của dân tộc Tây, cũng hòa chung với khí thế của Đảng, của nhà nước bảo tồn phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Phương Độ sẽ tiếp tục sau cái lễ hội lồng cồng, lễ hội cộng đồng đến tháng 2 vào đúng ngày 22 tháng 2, tức là ngày Chủ nhật vào ngày 19 tháng 3 dương lịch, thì sẽ tổ chức cái lễ hội lẩu then gốc Hạ, sẽ tổ chức tại cái chợ trung tâm xã Phương Độ, xã Hồ Chín, km 4 đường Hà Giang Thanh Thủy. Xin thông báo để quý vị đại biểu bà con chúng ta có dịp đến tham quan, đến thưởng thức. Và trước cái lễ hội lẩu then thì trước một ngày, tức là vào tối thứ bảy ngày 21 tháng 2 he can do it. Khai trương cái hoạt động chợ ẩm thực của Phương Độ sẽ duy trì hàng đêm vào thứ bảy là tổ chức chợ ẩm thực và ngày Chủ nhật là chợ phiên. Cũng xin thông báo với quý vị đại biểu, khách quý và bà con chúng ta nắm được cái lộ trình triển khai các cái hoạt động văn hóa trong năm 2017 của Phương Độ nói chung, nói riêng và của thành phố nói chung. Như vậy, thưa quý vị đại biểu, khách quý, sau một năm chúng ta tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phải nói là chúng ta cũng đã đạt được rất nhiều cái kết quả đáng vui mừng và đáng phấn khởi. Năm nay 2017 với cái không khí rất là phấn khởi, có mưa thuận, có gió hòa, chúng ta sẽ tiếp tục chung sức chung tay chung lòng đoàn kết tất cả các dân tộc trên địa bàn toàn xã, hòa chung với lại các dân tộc của thành phố Hà Giang, chúng ta tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ năm 2017 sẽ đạt được. The future, they cannot go, they don't go out of here, they have to present. They are really only for play, but they live in the motion, they live far from here, so they win of night and night or so. Show. You buy your shoes from the shoe shop. You buy the shoes from the shoe shop. Động viên với nhân dân trong thôn, cũng thay mặt nhân dân thôn Đạo Thành xin hứa là sang năm mới đón xem phần lễ cúng lễ hội đền Tình năm 2017 thôn Đạo Thành xã Phương Độ do ông Nguyễn Xuân Tự làm chủ lễ. Xin mời tất cả quý vị đại biểu.
Pray. Yes. Pray and wait. Writing, how it was on. What are they going to do? They pray and wait the weather and will be good the whole year. And it's good for farmer work in the field and work on the mountain and plant vegetable and planting. Everything is good for farmers. They are praying for the crops and for the produce. She work in the station. In the station, and she would like to you to ask you about how do you feel about this show. No, I'm quite too excited. In English. Yes, and you feel very happy, and because you see a lot of people here. For example, you don't say you don't say the big words. You want me to record say, you? You don't say the difficult word. I can't translate. Right. So you're going to translate. Chị làm ở trung tâm anh This is the Nasa karaoke was a training in that. What? The karaoke office of the night was a training. And, yes. And you can say you are very happy, you will stay here. Do and, I say what I'm doing here? That I come Yeah. You are too tall for and the you camera. Like this show. You like this show and you like every people here and become people here are very friendly, for example. Don't say. Hello, my name is Zamit and I come from a small island in the Mediterranean Sea in Europe, which is called Malta. It's a very small island, but we like to help places and we volunteer in many places around the world. I'm here in Hazan to help in a school called Hazan School to teach English because they need foreigners to help them to pronounce the English word. It is an honor for me and a pleasure to be here among this community. It is a special day, special festivities which they do every year, and I am very happy to be trong hai ngày đầu tiên năm mới, hôm nay tôi xin nghe đồng tiền của chúng tôi xin tạ xin em tạ anh nhân dân thân đã đến tuyệt đối lời thế. Đầu tiên năm mới này chúng ta cũng tôi phần thổ công thổ nghề đến nhập cổ của làng, những cổ của làng như quyền những nén hương thơm và những đá đá hoa tươi thắm cùng là những cầu công hoa quả tiền bạc vàng mã rồi chén rượu thơm ngon cộng với các món quà tặng của làng cùng nắm tay tâm sự nhỏ thiên. No. Mời các nghệ nhân hãy kéo tay chúng ta về phía sân khấu để chuẩn bị. No. Đi này. When should I try? Các nghệ nhân. No, I'll go back there. Chúng ta về phía bên trên sân khấu để chúng ta chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị. Thì các nghệ nhân đi kéo tay chúng ta về với bên trên sân khấu để chúng ta cùng đi thi tài. Have you seen where is it? Is that empty or full? Were you able to open it? You didn't tell me to open it. Cool. Can you open it?
Huh, how this? It's shooting. Huh. Oh. Come. Wait. Go over there. Thì ra tôi nhìn này làm nó quả đó. Vâng, xin mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cùng nhớ lên sân khấu để tiếp tục chương trình văn nghệ. He's too low, too close to you. How are you? What's your name? I am Tunai. Tunai. Very good. And what's your name? I am Hai. Hai. What's your name? What is your name? What is your name? My name is? You told me my name is?
you have a nice dress. Very nice. What is your name? My name is? What is your name? My name is. Good. You are beautiful. What is your name? That's good. Okay, after we made sure that all the contestants are in place. Hello. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Look, Tom, T-O-M. Look, Jerry. Tom and Jerry. Okay, come back, come to the restaurant. Hãy subscribe cho
No. Disqualified. These are the winners! Hello. Hello. How are you? Oh, look how many things she has. Oh, nice head. For the night. You are beautiful. You're beautiful. Nice. Hello. Hello. How are you? Good, good. That's good for the singsters, the one that was, see? No? Yeah, I put here. Kuntai Hayana. Kuntai Hayana. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
So how do you feel after this experience? It was amazing, really. One of the best matches in my life. Very good. Come on. I'm tired. Good? Good? Okay. Yeah, I didn't expect it that it was so tough. Yeah. So good. Did you take me a video? No. Paganini doesn't repeat. You know who Paganini is? Yes, 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 yes. And mine is green too. Hello.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồ của bố anh ơi. Like English? You study English? At school? No. Ask her.
Ask her why she doesn't study English at school. Why doesn't she study at school? Ah, she study English at school. She said no. No. Ask her. Học tiếng Anh ở trường mà, sao lại no? You study at school? Vâng, yes. Yes. Good. Mày khó đi hát ra. Đâu, hết, hết. Cố lên, cố lên. Hết. Cố lên, hết. 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 Bamboo Land. She looks taller, but she's not. She's taller than me. I tried. She's taller than me. No. I tried. Look, I go and measure my look at it. Yeah, huh? Yeah. Just a little bit. Yeah. That's our taxi, no. We're going to his house. I don't know where it is. He's the father of Daisy. Yeah. No, Oi is a nice hello. 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 What are you eating? Lollipop. Number waste.
Can you get a bamboo so me and Ricardo will push? Yes. Okay, at the center, but. Okay. If you want. The way to establish who is the king of the center. No, 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 no. It's not just for you and me. It will be a game that we play with every new volunteer. Exactly. I think if you play with him, he will lose. And you win the winner. Yes, of course. Hello, baby. Hello. You've got the whole mountain now. Hello! Hello! I think we're going to walk home. That's the taxi is coming. The taxi is coming. Oh, ducks. Where's mommy? How are you? Is this your house?